Vâng, em Quốc Hồng xin kính chào toàn thể tất cả các bác. Và buổi đêm hôm nay Quốc Hồng đi vào giới thiệu cho tất cả các bác một số sản phẩm dây tín hiệu AV. Thì bên em có một số loại dây thì muốn giới thiệu cho tất cả các bác cùng chơi những dòng dây xịn sò của những nước rất là nổi tiếng về audio như các bác nhé. Và những dàn âm thanh thì bên em có nhập về những cái dây AV, dây autophone của Đan Mạch nha các bác. Dây này của Đan Mạch, dây truyền tải tín hiệu một chiều cực kỳ là tốt, dây lỗi đồng nha, đồng nguyên chất nha các bác nha, trăm trăm. Và dây này thì truyền tải tín hiệu đều có ba dải hỗ trợ âm sắc cực kỳ là hay, đầu cực kỳ là đẹp luôn nha các bác, đầu cực kỳ đẹp luôn. Đấy, dây truyền tải tín hiệu một chiều theo chiều mũi tên nha các bác nha. Mỗi dây dài 1 mét nha bác. Dây AV thì mỗi dây thì nó quy định dài 1 mét. Và dây này thì hiện tại bên Âm Thanh Quốc Hồng đang có giá là 600.000 nha bác, 600.000 một cặp dây như thế này, quá là rẻ nha bác nhé. Đấy, những dòng dây xịn, dây có tiếng nhưng mà nó giá nó lại rất là hợp lý cho các bác chơi. Đấy, dây autophone nha bác. Phone của Đan Mạch cực kỳ là đẹp luôn, rất là chất lượng nha. Đây các bác nha, 600.000 một cặp nha các bác, tính là có 300.000 một sợi dài 1 mét thôi. Đây, đầu cực kỳ là đẹp luôn, chất lượng này. Đây các bác, hàng làm này cực kỳ là đẹp luôn nha. Sáu trăm ngàn một cặp nha bác nha, autophone của Đan Mạch. Và bên này thì em có dây của Anh Quốc, đầu XLO. Thì dây này thì nó cũng là dây đồng luôn nha bác, dây đồng. Và dây này thì có giá là 500.000 một cặp. Đấy, những dòng dây AV toàn là của những hãng và những nước có tiếng trên thế giới về âm thanh. XLO của Anh Quốc nha. Dây này thì mỗi cặp là như thế này thì bên em bán ra là 500.000 nha bác. Bên là chốt thì liên hệ em, còn được vài cặp nha. Đấy. Vâng, và tiếp theo là bên em còn lại một cặp Kadat của Mỹ. Đấy. Giờ này em mua rất nhiều, bây giờ thì nó còn lại một cặp Kadat của Mỹ này. Giờ này có giá là 850.000 Kadat của Mỹ nha. Giờ Kadat của Mỹ nha các bác. Đấy. Bác anh nhiều ra nha. Giờ này là 850.000. Ở đây thì em có dây WBT của Đức. WBT của Đức nha. Dây này thì giá là 350.000 nha bác. 350.000. Đầu rất khó nha, rất khó. WBT của Đức. Đây. Cực kỳ là chất lượng nha bác nha. Giá 350.000. Và bên này thì em có một cái dây motor 7 Mỹ nó về theo dàn máy. Thì dây này thì dây motor của Mỹ nha, motor. Đấy, giờ còn ghi bụi như thế này, dây hàng bãi về nha bác, về ring như thế này luôn. Và dây này thì có giá là 350.000 một cặp nha, một sợi như thế này. Đấy, nó dính chung luôn nha bác nha, nó không phải riêng lẻ như mấy cái này. Đấy, cái này nó dính vào luôn, chung vào luôn, dây motor nha, 350.000 nha bác. 350, bác nào lái thì liên hệ em. Đó là những cái dòng dây AV mà bên em nhập về. Thì những dòng này cho tín hiệu cực kỳ là tốt cho bác.
cải thiện âm thanh. Vâng, và để tiếp theo video hôm nay thì em đi vào giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc đáy cover BM950. Con này chạy sò Toshiba xanh đen như các bác nhé. Đấy, sò Toshiba xanh đen. Dòng sò cực kỳ là cao cấp, được thiết kế và lắp đặt trên những dòng đáy cái hệ âm ly cao cấp. Thì cover 950 là một sản phẩm cũng cực kỳ là hay ở trong tầm phân khúc của hãng cover. Thì con này thì em video này em test hoạt động để gửi tới anh Túng ở Hoàng Mai Hà Nội. Đây, đây là ruột ga của sản phẩm nha, cực kỳ là đẹp luôn nha bác. Rồi em đi vào test sản phẩm cover 950. Mời tất cả các bác cùng thưởng thức chất âm. Cover 950 thì hiện tại bên em đang có mức giá là 13 triệu nha bác, 13 triệu. Thì bên em vẫn còn đang còn một con 950 và một con 1400. Thì bác nào chốt thì liên hệ em. Con này có chủ lên đường về Hồng Mai Hà Nội nha. Lên này. Lên này. Đấy, tắt im. Lên lên. Hơi trộm hoa. Về nhà một người ngày xưa anh đã. Hàng cực kỳ đẹp nha bác nha. Hàng bên em tiến trộn rồi cho tất cả bác. Giá là 13 triệu nha. Bên em vẫn còn đang một con 950 nha.
cái sò Motorola đấy, bạc ngồm này, rồi lấy nháy này, tiếng xe màu vàng nha. Đấy. Đây này. Ok thì vẫn còn một con bán nào chốt thì liên hệ em, và với anh em thì còn rất nhiều những dòng đói thương hiệu nổi tiếng. Đấy, bác nào chơi thì alo của Hùng, mọi chi tiết mua sắm sản phẩm thì tất cả bác liên hệ của Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Rất cảm ơn tất cả bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở video sau.